Vậy cây này cây gì chị? Không biết cây gì hả? Cây da. Cây da hả? Cây này cây gì á? Cây da. Dạ. Trái quá trời luôn. Là cái thủy tinh bọc bọc vô là đồ Việt Nam mình đó, như dưới là không bao giờ này đi cao gì ban đâu cái gì vậy, chỗ nào cá cũng lên là tiếng đỏ đoán đúng không, mới ăn cái con cá hay cái gì.